Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh Tà, Tin tức ngày 20 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây Khởi tố vụ án hủy hoại rừng tự nhiên ở Quảng Ngãi vào ngày 19 tháng 5 Tin từ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi Đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương, 28 tuổi, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ Phạm Văn Sa, 25 tuổi, xã Ba Sa, huyện Ba Tơ Về tội hủy hoại rừng liên quan trong vụ hơn 22 100 mét vuông rừng tự nhiên bị tàn phá. Trước đó, ngày 23 tháng 6 năm 2020, sau khi có phản ánh của người dân, báo chí hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ đã tổ chức kiểm tra lô 102 khoanh 5 tiểu khu 441 xã Ba Sa phát hiện 22.990 m vùng rừng tự nhiên bị lâm tập tàn phá, xác định hiện trường số lượng gỗ bị tàn phá trên 115 m khối. Hạt kiểm lâm Ba Tơ xác định đây là vụ vi phạm có tính chất phức tạp có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ qua công an huyện Ba Tơ điều tra xử lý. Qua điều tra thì công an xác định có 7 đối tượng tham gia phá rừng. Ngoài Cương và Sa còn có Phạm Văn Nho 49 tuổi, Phạm Thị Thinh 38 tuổi, Phạm Văn Quy 39 tuổi, Phạm Văn Châu 28 tuổi và Phạm Văn Chiên 34 tuổi cùng xã Ba Sa. Qua đấu tranh xác định các đối tượng phá rừng độc lập nên cảnh sát điều tra công an huyện Ba Tơ tách ra làm nhiều vụ để điều tra xử lý. Chiều ngày chín tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can bắt tạm giam Dương Tấn Định, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hòa, Phú Yên để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạt trong thi hành công vụ khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ khác gồm Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành, Tây và huyện Tây Hòa. Trần Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành Tây, Trương Minh Hoàng, hạt Phó hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Phạm Đức Phúc, phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh và để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những cán bộ bị khởi tố trên liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại khu Giáp Ranh, huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh được cơ quan chức năng phát hiện hồi tháng 2 năm 2020 liên quan về vụ án trên. Đến nay, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 35 bị can, trong đó có 10 cán bộ. Và đó là thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên đăng, đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.